Có không ngon lành lắm, hôm nay cắt hết chắc mất luôn, bậy quá. Không ổn rồi. À, mừng quá, còn cả nhà ơi. Được bé hấu hành luôn. Đã nhỉ. Được em hấu hành cả nhà. Có hàng vô ơi. Khủng khủng khủng. Mê rồi, mê rồi. Đặt lại luôn hả? Em đi đặt bẫy nha cả nhà. Đi thăm bẫy chứ lộn. Đi vừa thăm vừa đặt luôn. Đặt lại có mấy cái à, còn như thăm. Nãy đặt lại dính đường con hổ hành. Giờ giờ vũ nó đặt lại rồi. Đi lại mấy cái bẫy bên kia có gì không? Đặt có mấy cái à? hai thằng luôn, đặt tính ra có 13-14 cái gì. Cái khu vực này đặt cũng im kìa ha, mà nhà nhiều quá không dám đặt cả nhà. 7 giờ làm cực quá. Hôm nay cỏ dữ lắm, mình đặt lúc đó cỏ nhiều lắm, nay xuống cắt rồi, tưởng không mất 7 chứ. Hết hồn. Vũ này đặt bẫy kỹ quá, được gian nan quá Vũ ơi. Đặt bẫy mà chắc mất bẫy quá, nghe ớt Vũ. Còn hả? À? Lên mộng luôn hả? À? Lúa lên mộng luôn hả? À? Có gì không? Có nguyên con chuột không? Ôi chết mẹ, lấy đưa lưới em luôn. Lưới gì? Lưới. Thích lúa hả? Chuột còn sống hả? À? Rồi thất bại cả nhà, không có cái con gì hết, có con chuột không à, chuột khủng mà ăn lúa nó hao dữ lắm. Rồi chờ cái tiếp theo coi sao. Còn không? Còn được rồi. Trời ơi, thành mini. Mọi người đặt bẫy mới rồi. Đây coi. Ồ, Vũ xài hàng mini nha cả nhà. Ý à. Chuột này nó mới ăn, nó mới cắn được bịch lúa là không hành vô tới rồi. Được em mini. Này, có lý. Kệ, có hơn không mà Vũ. Mình về mình bảo tồn mà, đâu có mần đâu. Này được nửa tiền chuột chưa? 1/3 à. 1/3 à. Sao điều hiu vậy? Đặt bẫy giấu kín dữ vậy? Đây. Trời ơi, con rắn mối. Chuột luôn. Còn cả nhà. Cũng quá ruộng Vũ ơi. Kia ta đang trồng dưa. Này cái gò tôi nó có đìa chứ. Có cứt hả? Ghê vậy. Có hàng hả? Ủa, cứt chuột hả? Kì gì à? Mà kênh nó đẹp quá hả? Cái gì? Đặt mắt bẫy hả? Đặt có không? Mấy gò ngon vậy. Mà bữa chồng đặt có không? Bữa nào vô đặt lại. Thôi à? Kỳ vậy? Bẫy đặt đâu? Mới cỏ nhìn nó
đặt bẫy mà giờ nó không nhớ nữa. Vậy mà cũng mất được hay. Wow, kiếm con bẫy khổng lồ. Này chắc là nó mới chích có 3 mũi à. Mà đặt bẫy nó không nhớ thì rầu này chứ. Nguyên mà. Bẫy mày chứ bẫy ai. Quá wow, trời đặt bẫy nó không nhớ luôn. Hay thiệt. Cỏ tới không bạn? Gì? Cỏ tới gì thôi. Ừ. Rút đi. Wow. Được đi khó quá. Sao có gì không? Chết chuột hả? Kinh. Mà cắt cỏ trong lỏng vậy biết còn bẫy không? Kỳ vậy. Không được ổn cho lắm nha. Không sao, còn đồ kỹ thuật chỗ bẫy anh có vui. Ôi ôi nhẹ tưng rồi. Rồi, thôi được con nữa nè, không hành nè cả nhà. Trời ơi. Dính nữa. Chị chơi cũng dính nữa. Rồi bỏ vô đi, đặt cái bẫy của chú vô đi. Chú đúng rồi, đặt bẫy gà quá. Cái gì mà đây, được lúa đây. Đây lúa này qua thêm bẫy kế rồi. Vậy mới được, ví dụ. Trời ơi, cái đường này nhảy qua mắc lầy chết luôn á. Cái đường mương. Đây cái đường không? Ừ, cái đường này. Không được, cái bẫy nó rất giả không cả nhà. Đặt hai cái rồi kêu kiếm được con khủng rồi, khủng chứ Vũ nó ớn rồi. Trời ơi, còn con chuột khủng luôn. Vũ hết bẫy rồi, mình còn ba cái nữa. Vũ nó lại xe rồi, đi thăm ba cái bẫy của mình, cái còn có gì không. Ba cái nữa hết rồi. Được nhớ chỗ đại không? Dạ. Rồi, còn chuột luôn. Đâu không đây? Ôi, không hành khủng quá nhà ơi. Ồ, không khủng lắm nhưng mà khá là to. Unu. Đã không? Quá đã, quá phê, quá phê. Chiến này Vũ ganh tị nữa. Mình đặt có 6-7 cái à. Ấy cái mà dính nhiều, Vũ đặt dính con à. Chiếc này gì nó làm nữa. Keo chủ đề mới được. Dính con có chút xíu. Rồi, còn cái nữa hết cả nhà ơi. Ấy dạ. Cây ớt, cây ớt, cây ớt, mình nhớ cây ớt thôi. Cũng đâu có đồ ghét Vũ. Sao chú nhìn anh mà chú ghét Vũ? Trời ơi con chuột. Trời ơi, chuột chết thúi luôn Vũ ơi. Rồi, hết rồi, hết bẫy luôn rồi. Gì đâu nản, tao dính, tao dính kìa, tao dính, tao dính kìa, người ta nản gì? Vậy bạn hiểu không ạ? Tao dính, tao dính kìa người ta chứ chú không dính thôi chứ. Hết bẫy rồi cả nhà. Cái gì giỡn miền rắn này coi. Vũ nó tức kìa.
vụ nó còn cái bẫy nữa để cho nó gỡ rồi có ân huệ cho nó không, chứ thất bại dữ lắm rồi, nặng dữ lắm rồi. Ở đây trên kia đang ráng cho nó còn, cho nó gỡ cho nó ân huệ cho nó, chứ để nó giận quá ráng lát nó cho mình luôn, nó không bắt tội nghiệp nó. Nó cần thăm dùm, muốn lấy cái hên không chú, thăm dùm cho. Ê rồi xong. Xong trong lỏng rồi kìa. Để tao nói mà không. Đó tôi đứng trên xe tôi nhìn thấy trống lỏng rồi. Này chắc không lẽ nó thấy mình đặt ta. Cái gì nữa? Đi. Rồi. Chứ không lẽ là không bỏ. Gặp cao thủ rồi cả nhà ơi. Cái bẫy cuối cùng cũng Vũ gặp cao thủ rồi. Chơi là không có chịu. Nỗi sợ của anh mấy anh bẫy tặc. À, bỏ một lúa vô, có hai lúa vô. Cái gì vậy? Bỏ vô trong cái bao. Báo rồi. Mấy anh bẫy tặc không tha cho Vũ. Cái này chưa ra đâu.
lưng thối. Ăn chưa luôn Vũ? Chứ bỏ nó chỉ lẻ bạn mình đó. Mini. Giờ dám bắt anh làm ghét. Mà đâu mối tuổi xả là sáng nữa. Thả vô cái này giết liền. Nấu nữa. Bộ nó ăn nó mối à? Thì rồi nó mối ăn nó mối gì? Qua lợi gì? Rồi xong rồi, chào cả nhà nha, hẹn cả nhà lại lúc sau nha. Gái chào cả nhà, gái gái bye bye, con gái bye gái đứa đồng biến.